Rồi chào mọi người nha, trở lại đến dòng cỏ Tinh Anh Fishing. Bữa nay hai anh em là vô cò kén tết mồi thử nè cả nhà ơi. Muốn bài cám sủng kẹ nha. Đây thì bún. Bữa nay tết hai loại mồi coi cái nào nó nhảy hơn nha anh em. 10 giờ mới chơi. Rồi anh em theo dõi chờ đợi kết quả là sao nha anh em. Anh em chuẩn bị mồi ra mồi nha. Xuống cần cả nhà ơi. Đường con anh em ơi.